110 thái 99 nha anh em. Con này là dinh nguyên con luôn. Cái này kiểu giống cái hơi nước ở trong có thế nào à? Cái này đậu đậu ngoài nắng hay là nóng nóng rồi nó hết. Kim đồng hồ đỏ ao ha. Cầm cái tự công tắc anh em giờ mình. Em mới đăng Facebook khách phép mô tô á. Cái hộp nó dán keo á. Cái hộp nó dán keo tới giờ luôn á, mới lột ra. Chỉ cỡ đó. Áo sống tam tiết độ gì nó trơn mà anh em giờ mới đẹp nè. Đó. Mới anh em coi chưa? Sườn xiết đầu nguyên zin. Gương hậu nó còn luôn nè. Nắp số bắp số 8 nè, đầu nồi nguyên zin. Đây chưa? Lắp rồi. Đầu máy 00. Dành theo xe luôn nha. Cầm liền theo xe trùng mã luôn. Giờ yên chưa lọc luôn á. Giờ yên còn luôn. Số khung số máy nó hoạch này trước rồi HP làm chất lượng em đạp chỉ được không màu tới giờ không màu giờ cũ nha giờ theo xe nha chứ không phải thay nha đó cứ gọi anh em coi dưới nó cũ mềm rồi đó để không anh em giờ mặt trên ra đấy khi em nói giờ thắng thì vô này kia đâu không có đâu viên đó vô thì 1955 ha đặc sản của 199 này đích tới xì gì đó. Đẹp lắm. Bới nhẵn có bẩn không? Đèn đốm đẹp ha, không đâm nước. Đập một cái liền băng ha. Sơn zin đó. Sơn zin. À thích cái cây cốt. Nhiều khi là cây cốt rồi mà nó làm vậy thôi. Nó cũng có cái dấu ấn của nó lên. Đồ hồi xưa nè. Có một lỗ gì đó, sơn zin đó. Một dán keo. Dán dán chứ cũng không tránh khỏi thời gian ha. Giống kiểu con người mình. Thẩm mỹ cỡ nào thẩm mỹ chứ. Không bao giờ may tránh được cái sự hao mòn của cái thời gian chứ để tự nhiên á nhiều khi nó bền bỉ còn mà càng mà trang trí càng mà kêu là
đi thẩm mỹ này kia đâu đó thì càng về già càng tệ hả? Không có gì bằng tự nhiên và sự chân thành hết. Mình thấy hồi xưa năm chín mấy mà ra chiếc quay mà làm như thấy những cái thứ tích hợp rất là phức hệ như mày luôn. Lúc này nó dù ống bọng tùm lum hết trơn, cái này ngồi ghim vô nè, nó đang nó dù ống dây hơi ám gắn vô luôn, người gần cái này gắn vô luôn. Nhọn dễ làm. Ở đây chút gắt mấy à, ống dây vậy gì nó chân luôn, gắn này vô rồi chắc kéo hơi nè, ống hơi chỗ bình sắt này. Máy chưa? Để cho nóng lên. Có nhiều chiếc á, có nhiều xe cái máy nguội im lắm nha. Nhưng mà khi nóng lên là bắt đầu là nó biểu hiện ra, nó kêu. Bởi vì thử xe cho anh em khỏi sợ đâu. Cái dòng này với cái xe mà chất lượng nha, cỡ xe mà nóng nguội vậy cũng vậy đó. Vẫn chở vậy nước ga ban đầu hết. Đã chưa? Con này 59 cũ ha. Đó, và con này thì 55 cũ. Anh em qua quan tâm con 55 cũ thì anh em lập cái video lại xem. Ủa con này mới báo nhiêu qua đây chắc? 55 ừ. Đó, con này có quay rồi. Có con này mới về, con này em chưa lên clip. Cái bẩn không có hả? Cái bẩn đang chỉnh à? Cái bẩn đúng rồi, cái bẩn nó bị bể gốc à. Bể gốc với nó cái chỗ bắt này nè. Tét đây. Cái đó dặn người ta không biết là ship nó tức á. Cho nó đi làm lại nha. Làm cho đẹp luôn, lỡ rồi chứ biết sao giờ. Để zin thì nó nứt thì sao coi được. Cái đó lấy kìm mũi nhọn á. Kìm mũi nhọn á cầm cái thọc nó xuống cái à. Đầu máy đầu đẹp quá anh em ơi. Lên bông đẹp quá ha. Bông nè. Bông. Cái những cái video á. Đối với những anh em mà không quan tâm á, vừa coi vô chỉ muốn biết giá thôi á, là quay mà khoảng chừng 8 9 phút 10 phút là anh em nó dài. Còn đối với những anh em mà đam mê á, càng coi càng cuốn. Giống như đó có thời gian gì em thích mấy cây mai rồi đó, coi nhiều khi coi sao ông này quay ngắn quá, cái bây giờ tự nhiên không thích nữa, cái là ông này quay dài nó cũng vẫn là cái clip đó. Nó vậy đó. Ngay hệ anh em nào là anh em nó khoái là anh em nó sẽ coi con từng chi tiết ha, coi chẳng ba coi ốc quay tới đâu coi đó. Nhiều khi đó, anh em còn thấy chưa đủ nữa, anh em đam mê á còn cảm thấy chưa đủ nói chuyện nữa mà dài. Còn đối với anh em mà chỉ muốn biết giá thôi á, là hoặc là nó mắc nó rẻ vậy đó, là anh em nhiều khi không có quan tâm hoặc là không hiểu. Cái gì nó cũng có ba rem, thị trường có ba rem hết á. Cái gì nó cũng quy cái giá trị bằng tiền hết á. Thẳng cho anh em nhận vậy luôn á. Anh em thấy ví dụ như là những cái vụ án này kia đâu đó. Anh em thấy những trường hợp mà gần đây mà đốt lò đó, vụ án đó. Nhiều tỷ là nó cũng quy ra bằng tỷ thôi. Bằng tiền thôi. Rồi đâu nó mới thẩm định. Thẩm định cái sự quan trọng của cái vụ án thôi. Chứ mấy cái án đó, án tham nhũng, mấy cái án này, đó thì nó đâu có liên quan đến tính mạng con người gì đâu ha. Nó quy ra tiền thôi, thiệt hại thế nào thôi. Xe nó không vậy. Nào tiền là của nấy.
chứ giờ anh em có những anh em mà nhiều khi coi thấy xe mà xe nào cũng chĩa mắt hết trơn, cứ đợi cứ nói mắt cứ coi kinh nào kinh lai xe của ai cũng nói mắt hết trơn, thì hứa với anh em không bao giờ mua được chiếc xe, không bao giờ mua được chiếc xe ngon để đi, không bao giờ đó. Mặc dù là khoái đó, tại vì anh em biết thị trường ba game không ai bán rẻ cho anh em đâu đó. Còn anh em mà mua lớ quớ quớ nhiều khi bị sập hầm đó, gãy răng như chơi ba cái đầu cổ này. Rồi anh em nào thấy yêu thích cái con 110 Thái 99 thì alo em nha.